Cẩn thận đấy. Từ từ thôi. Mệt quá. Rồi, ngồi xuống đây. Từ từ thôi. Mới đi một tí đã thấy mệt. Em thử nằm như anh đi. Vì chuyện gì? Vì đã cứu anh và chăm sóc anh mấy ngày qua, lại còn cười đẹp như một thiên thần nữa chứ. Để em đi ra ngoài dạo cho mát nhé. Đi thôi. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời. Anh đã uống nhầm ánh mắt của cô nào hả? Đúng rồi, là ánh mắt của một cô gái. Ánh mắt cô ấy là hồ nước trong, mà anh thì lại đắm chìm ở trong đấy. Ngay từ hôm đầu anh gặp ở căng tin ấy. Nghe quen quen thế nhở? Em thấy quen không? Ừ. Là em đấy, chứ còn là ai nữa. Khiếp. Thế thì mắt em đã gây án rồi. Còn nghi ngờ gì nữa? Cánh tay bó bột này là chứng cứ buộc tội em rồi còn gì. Em này. Ừ? Anh đã biết một bí mật của cuộc đời mình. Là gì? Người mà cầm chìa khóa mở toang tất cả các ngóc ngách trong trái tim anh, không ai khác, chính là em. Thế thì nguy rồi. Ai lại giao chìa khóa của đời mình cho người khác giữ chứ? Biết là nguy đấy, nhưng mà trái tim đã mách bảo rồi. Lý trí anh đâu có thể cãi lại được. Kể từ lúc ấy, anh đã biết rằng cuộc đời mình từ đây sẽ thuộc về cô gái này. Khiếp. Biết cả bói toán cơ đấy. Không, là trái tim mách bảo anh.